rồi. Yêu ơi đừng khóc. Cứu em. Em ơi. Đừng khóc. Đây là lần cuối cùng để thử gọi lên nói thật đi. Đừng buồn nhé. Em ơi có ai đợi em về không? Thủ phạm này đấy, thủ phạm của việc khóc đấy. Em phải chê tay đi em ơi, phải chê tay đi này. Kiểu lên tivi. Em chê thật chứ. Đừng anh ơi. Đừng vui em. Đừng vui em. Nhung ơi, hôm nay ai đợi em về không? Không được đi. Thôi gọi.